Xin chào các bạn. Vâng, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đấy, đây là một cái ấm siêu tốc. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, một cái ấm siêu tốc. Đấy, ấm siêu tốc này đúng là đun nước rất là nhanh. Đấy, đúng thật gọi là siêu tốc. Đun nước chỉ trong vòng 5-6 phút thôi mà đã sôi được một ấm nước này khoảng 1,5 lít. Các bạn thấy có nhanh không? Đấy, ấm này tôi mua cũng được đến 3-4 năm nay rồi mà vẫn dùng tốt. Đấy, nó đun nước rất nhanh mà bền, giá thành thì lại vừa phải, rất phải chăng. Có ấm này trị giá chỉ tiền có 120.000 thôi mà tôi dùng mấy năm nay rồi vẫn dùng tốt, không có vấn đề gì các bạn ạ. Đấy, các bạn đã nhìn xem, vừa đun nước vừa nhanh lại vừa bền. Đấy, các bạn ạ.
chào các bạn nha.